Em buồn quá đúng không? Đánh cờ cứ buồn quá đúng không? Đây, thắng một chiều cũng không vui. Nên nói thật đấy, đánh cờ mà thắng một chiều cũng không thích đâu. Cứ buồn quá đúng không? Đó, vậy có hai chiều. Như kiểu nam châm nó có hai cục đấy. Ơ nhưng ai nhỉ? Tại sao lại trái dấu lại cứ hút nhau mà cùng dấu thì cứ để nhau là thế đâu nữa? Cứ bình thường. Trái dấu nó cứ hút chặt lên nhau. Cùng dấu thì cứ để nhau. Đây là quy luật nam châm này. Gọi quy luật nam châm nhé. Sao đây? Hắc dấu nó cứ hút nhau ầm ầm. Nó không rời ra. Nếu cô quan họ trên cao nguyên trốn sâu một vùng đất đỏ gầm em đây lòng anh muốn ngỏ gió trong rừng như tỏa lấy yêu thương câu hát xưa vẫn nhớ vẫn thương câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu em người ơi người ơi đến cầu nguyện người ơi đừng về mua cà phê hương ngắn đợi chờ vẫn như em cô gái quan họ sống trên đời như thực mà như mơ câu hát xưa vẫn nhớ vẫn thương câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu em người ơi người ở đến cầu nguyện người ở đừng về tình yêu có từ nơi đâu em một khúc sông cầu sao trời lòn qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu tình đã trao nhau êm đềm em là cô tấm hào hiền à. Nhưng là cuộc sống tạo hiểm thật. Giao trên mã được hay ô anh vừa nãy bị quên một tia rồi. Vâng. Bảo anh cứ đánh này không? Cảm ơn. Đây bánh cái. Ô, anh, bánh cái là Nguyễn. Này. Là Nguyễn này là Nguyễn Đông Hưng Thái Bình đây. Đây ăn kẹo thiết. Nhưng mà chính xác đây là Nguyễn Đông Hưng Thái Bình. Làm toàn họ Nguyễn thôi nhưng mà có mười mấy họ ở nơi khác đến. Còn đây là con Lạc Giang, cô hiểu. Lạc Giang thì cô cần rượu không? Có. Có rượu. Thôi để em về. Làm ta cũng là Nguyễn, làm Thái An ta cũng là Nguyễn. Mà là Nguyễn ở Đông Hưng Thái Bình là Nguyễn thứ hai ở trên đất nước Việt Nam này. Luôn là mắng cháy. Tôi đã đến là Nguyễn ăn cỗ rồi. Cả làng làm bánh cháy. Đông Hưng Thái Bình. Ở đây có cầu Nguyễn mà. Ra
từng đến làm Nguyễn rồi. Nhưng sao nó cả làng nó làm mà nó ăn nó với luôn nữa còn sao nữa. Ôi đỡ rồi đó. Tôi hỏng rồi. Tôi đây là lại hỏng. Mất pháo mất cái trướng. Đen đàn này mất cái trướng. Mất cái xe nó cũng mất cái trướng, không mất cái xe. Cái này mất cái trướng. Mà mỗi trướng này chả mất cái gì. Mất trướng rồi, hôm nay ai chạy được. Mất cái xe nữa. Chỉ mất trướng thôi, không mất cái gì đâu. Lần này lại bỏ chạy được thì hỏng. Chống được. Không chống được. Một cây chống. Hai cây chống. Đấy chưa? Được đấy. Chống được một ít thôi chứ còn không chống được lâu. Không thể chống được lâu được. Nó không chống được. Không. À. Công nhận cao khí vẫn cửa được. Nhưng mà rồi mua chứ không chống à. Đâu được bài má thì chứ mà. Ra đây là hết rồi không? Ăn cái này xong ra đây là hết. À. Nước giặt. Ừ. Không nhưng mà đúng là miền Bắc là có hai là Nguyễn thật. Một là Nguyễn ở đây với một là Nguyễn. Là Nguyễn ở Đông Hưng, Thái Bình, Quyên là bánh cháy. Có cầu Nguyễn. Tôi đã từng ăn cỗ đây tôi biết rồi. Anh rồi làm đó. Đã từng ăn cỗ ở là Nguyễn Đông Hưng, Thái Bình rồi. Ôi trời ơi. Rồi tôi nhanh tay đó. Cái tay vô cái viếc nó quen đi. Có vẻ nhanh tay lắm. Ok rồi. Em để bên này nhé. Bao cũng để bên này không nó đỡ sẵn nó mốc. Ông Bao Thiều là cũng nhanh tay rồi. Tay Bao Thiều cái tay em vô cá viếc nó quen rồi nên rất là nhanh. Đấy. Có vẻ không bắt cá mà chậm là nó chạy hết đúng không? Nó chạy xuống sông hết, không nhanh nó chạy thật. Là trường bắt cá bắt tôm thì biết rồi. Con đò bồng bềnh. Ôi giời. Đấu xe à? Đấu xe à? Ăn xe nào cũng được. Ăn xe nào ngon, ăn xe. Ăn xe này cũng được. Không sao cả. Ô, ăn tốt rồi. Đi, phải ăn tốt rồi. Không có việc cái gì chạy chứ còn sao nữa. Đang ăn tốt. Ôi giời. Sao mà con xe đã đảo rồi. Ôi trời ơi. Anh... Ừ. Rượu lạc giang anh uống cho say. Không anh có uống rượu không? Không. Anh có uống rượu không? Dạ không. Không, không thích rượu. Anh bảo không. Đừng uống em rót chén. Cũng không khoái rượu nữa. Đó cũng đã trường mấy lần thay rượu rồi. Bác Thiếu ơi, rượu uống đi không hết hơi, nó bay hơi. Ừ. Cũng đã 5 lần thay rượu rồi đấy. Bác Thiếu ơi. Đây rượu rót này, nó uống đi không nó bay hơi. Chè thì uống đi không nó nguội. Rượu rồi à? Đấy, rượu. Anh uống không? Giờ rót yếu lắm thế này. Bất công có cái chén thì ai rót đầy thế này cứ... Chỉ bác cứ uống ngừa phải thôi. Cô uống hết đấy không? Chén rồi đấy.
uống không hết thì còn để lại để chứ. Đây bác để đây, xong bác múc. Nó đâu vãi. Thế. Thế. Đây rồi. Nào đây. Em cũng đã từng năm lần thay rượu rồi. Cưới anh đâu về đấy? Cô không vâng. Cũng có số của chú lý lắm quá à, ừ. Điện. Vợ em quá rồi đi đâu đi đâu thế thì mày có quá mày quá nên tao xin anh luôn xuống nhà đấy không nhà thì mấy người có nhưng mà đang ấy rồi. Nghe câu quan họ trên cao nguyên tốn sao ở một vùng đất đồ. Đó, tầm 11 giấy này không? À sao? À, đi chơi. Coi chưa? Dạ, à, về. Chưa, chưa gọi. Đây họ à. Đấu đấy. Ừ. Đồng môn nhỉ? Anh bảo nghe biết thì sang đây nhá. Anh bảo nhá. Anh bảo ơi. Ăn bánh chưa? Bánh. Về đây bên nhau. Ta nối lại. Dạ thế. Lận đi bình thường. Về đây không? Về đây á? Ừ. Lại phải gọi. Lên nữa. Bấm bão chưa? Ừ. Bấm bão rồi. Xe thì đẩy. Anh xe mấy chỗ? Xe 4 chỗ, xe bé thôi. Bão. Rồi, có cái gì đâu. Sao bác Hiếu lại không ăn xe này, đi ăn pháo? Ăn xe sao được? Đây gì ăn xe? Xe mà không ăn xe thì đi ăn pháo. Anh Lận à? Anh Lận có không? Đẩy vào rồi. Anh có? Hả? Anh Lận có? Anh Lận có. Nó giả đấu đang không. Anh lên đây nó có chú đích người. Đuôi đuôi này 28 đúng không? À. Thôi cứ chịu. À. Không ăn được pháo đâu nhá. Cái này không ăn được. Không ăn được pháo đi ăn đâu. Ăn sao có liền. Có được. Lận rượu chào các bác ở đây chưa? Ui chào giọng nó phải trong nó phải đính đạt cái giọng lè nhè như cái thằng say rượu thế thì đấy con gái có thể nói cái giọng nó trong giọng nó đàng hoàng đính đạt chào dê thế mau là bố mua hồ ly cho quan con nói mua nhẫn hồ ly đi nhẫn hồ ly trên tóc. Mất xe, ui giời ơi, à chưa mất được xe, mất tí. Vật cờ này cờ mất tí. Không nghe có chuông. Thôi, mất mà mã rồi. Uống nước đi, tính cái gì em gọi. Chụp quá. Ăn tiếp chứ. Chuyện có về luôn không? Đi lúc về. Rồi sáu cơn mưa. Anh bảo từ từ nghe điện thoại xong rồi. Ok. À thử ném một tí. Đúng rồi, anh uống rượu vào xong tí nó hát hòa nó nghe ấy. Anh bảo cứ nhận bản lễ rồi. Thật ra là cũng 5 lần thay rượu